Chương trình Sóng Tin Mừng, trang tin mừng cho người nghèo, xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 3 2019, chương trình Sóng Tin Mừng gồm có Nếu Máu Không Đổ Ra, Ánh Sáng Đô Thị, Người Mẹ Bồng Con. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Nếu Máu Không Đổ Ra. Không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Đây là tiếng nói của chân lý không bao giờ thay đổi. Trong các lễ tế chuộc tội của dân Chúa ngày xưa, không có lễ nào là không đổ máu. Không có trường hợp nào, phương cách nào tội được tha mà không có sự đền tội. Như thế có nghĩa là tôi không có một hy vọng nào nếu không có Chúa cứu thế hy sinh, vì không có máu nào khác đủ giá trị để chuộc tội cho tôi. Chỉ có máu của Chúa Giêsu mới có hiệu năng. Như thế, phải chăng tôi xin Chúa thì máu cứu chuộc của Chúa áp dụng cả cho tôi? Vâng, tất cả mọi người cần đến Chúa như nhau cả. Chúng ta có đạo đức, thánh thiện, rộng lượng dễ mến đến đâu cũng không được miễn trừ một phần nào, vì tội ác sẽ không chịu thua trước mặt thứ máu nào khác với máu của Chúa Giêsu, là đấng Thiên Chúa đã sai đến như một của lễ chuộc tội. Phước hạnh biết bao vì chỉ có một cách tha tội. Tôi không cần cách nào nữa. Những người chỉ có đạo hình thức không thể nào hiểu được chúng ta vui sướng đến đâu khi tội được tha vì danh Chúa Giêsu. Những việc phúc đức, lời cầu nguyện và những nghi lễ đem đến cho họ đôi chút an ủi, nhưng họ vẫn thiếu một phần quan trọng của sự cứu rỗi. Vì không có đổ máu, không bao giờ được tha thứ. Ta phải bình tâm nghĩ đến sự công chính của Chúa khi trừng phạt tội. Việc trừng phạt ấy Chúa Giêsu đã mang hết cả trên thập tự giá thay cho chúng ta. Ngày nay chúng ta chỉ cần tin để được cứu. Nhưng tiếc thay vì nhiều người vẫn còn lý luận và chưa chịu tin. Những người ấy quên rằng không có máu nào khác có khả năng bôi xóa tội ác ngoại trừ máu của Chúa Giêsu. Không có cách nào khác hơn là cách Chúa hy sinh, chịu trừng phạt thay cho tất cả mọi người. Bạn thân mến, người tin Chúa mà không nghĩ đến máu Chúa đổ ra vì mình thì chưa hẳn đã biết mình được tha tội. Bạn nghĩ sao? Quý vị thân mến, đứng trước khó khăn thử thách, để kêu gọi sự bình tĩnh sáng suốt và tinh thần hợp tác, người ta thường nói với nhau, thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Ánh Sáng Đô Thị. Một trong những cuốn phim hay nhất của Charlotte và cũng có lẽ là một trong những cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh, đó là cuốn phim có tựa đề Ánh Sáng Đô Thị. Đó là câu chuyện tình của một gã lang thang và một cô gái bán hoa. Nàng là một cô gái mù bán hoa bên vệ đường. Một nhà tỷ phú trong vùng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Ngày kia, gã lang thang là Charlotte cũng dừng lại mua hoa của nàng. Cô gái bán hoa tưởng chàng là người tỷ phú. Thế là một giấc mộng đã chớm nở và nối kết hai tâm hồn. Nàng tưởng mình gặp được người mình mơ mộng từ lâu nay. Chàng thì hy vọng sẽ kiếm được tiền để chữa lành tật mù lòa của nàng. Nhưng chẳng may, vì một sự ngộ nhận, chàng đã bị cảnh sát giam giữ. Sau một thời gian cầm tù, chàng được trả tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã gửi cho nàng, người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nào nhận ra nàng. Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Người con gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi,
nhưng chợt nhận ra tiếng cười. Chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát, cô đã thấy được rồi sao? Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc. Nàng từ từ nhặt cánh hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc, anh đấy sao? Thế là cả hai đã nhận ra nhau và họ sẽ không bao giờ rời nhau nữa. Cuộc gặp gỡ trong bất cứ một cuộc tình nào cũng là hình bóng của cuộc gặp gỡ trong đức tin giữa chúng ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta là những con người có tự do. Do đó, Thiên Chúa không nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ nào khác hơn là tình yêu. Tình yêu không bao giờ là một cưỡng bách, nhưng là một mời gọi tự do. Những người Do Thái thời Chúa Giê-xu đòi hỏi những dấu lạ, những bằng chứng hiển nhiên về sứ mệnh của Ngài. Ông hãy làm cho chúng tôi một dấu lạ. Ngày nay thì trái lại, với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật, con người dường như không còn tin ở phép lạ nữa. Tưởng mình có thể chế ngự và làm chủ vũ trụ, con người muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Chúng ta có thể ngạc nhiên tại sao Thiên Chúa không làm phép lạ nhãn tiền cho những người biệt phái hay cho những kẻ vô thần ngày nay. Tại sao Ngài không viết tên Ngài lên trời để xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng người? Thiên Chúa có lối sư phạm của Ngài. Ngài đã không là Thiên Chúa của những điềm lạ cả thể, nhưng là một Thiên Chúa đã chọn lựa làm tôi tớ để chinh phục tình yêu và lòng tín nhiệm của con người. Thiên Chúa không những là một Thiên Chúa của quyền năng ở bên trên con người, nhưng còn là Thiên Chúa ở bên trong con người. Và cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu chính là dấu lạ cả thể nhất, bởi vì đó là dấu chứng của tình yêu. Chúa Giê-xu đã nói đến dấu chứng đó khi dùng hình ảnh của tiên tri Jonah. Jonah được Thiên Chúa sai đến cho dân thành Ninive. Ông tưởng Chúa sẽ dùng ông để làm một dấu lạ cả thể, khiến dân thành sẽ tin vào sứ mệnh của ông. Nhưng cuối cùng, qua con người của ông, Thiên Chúa chỉ kêu mời sự hoán cải và tình yêu. Bạn thân mến, Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta qua những sinh hoạt và những biến cố tầm thường nhất trong cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta nhận ra Ngài trong cái ăn, cái uống, cái mặc, trong tiếng cười, tiếng khóc, trong tất cả mọi gặp gỡ của chúng ta với tha nhân, và ngay cả trong cái chết mà con người cho là điểm cuối cùng của cuộc sống, Thiên Chúa cũng có mặt. Nhận ra Ngài như cô gái bán hoa đã nhận ra giọng nói của chàng Charlotte, đó là ơn gọi của người Kitô chúng ta. Một đức tin trưởng thành không đòi hỏi và thử thách Thiên Chúa, nhưng tín thác và nhận ra dấu chỉ của Ngài qua những cái tầm thường nhất của cuộc sống. Sau hết, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Người mẹ bồng con. Một buổi trưa hè nóng bức, những người hành khách trên chuyến xe đò lặng lẽ nhìn con đường độc điệu. Cái nắng chói chang và cuộc sống buồn tẻ như giam hãm mọi người trong một thứ thinh lặng nặng nề. Nhưng ở một trạm dừng nào đó, mọi người bỗng ra khỏi sự thinh lặng của mình để đưa mắt nhìn về một người thiếu phụ trẻ vừa mới bước lên xe. Chuyến xe từ từ chuyển bánh trở lại. Người thiếu phụ bắt đầu cười và đùa giỡn với đứa con thơ dại chị đang bế trên tay. Cử chỉ của người thiếu phụ, tiếng cười hồn nhiên của đứa bé đã thu hút sự chú ý của mọi hành khách. Trong phút chốc, một ngọn gió mát của hiếu kỳ, của liên đới, của tham dự và của chính sức sống đã đem lại một bầu khí tươi mát cho mọi người. Mọi người như bừng tỉnh từ nỗi thinh lặng của oi bức, của ngái ngủ. Nơi đây, người ta nghe có tiếng người bắt đầu nói chuyện. Nơi kia có tiếng người cười. Sự đối thoại như một dòng điện chạy xuyên qua mọi người. Giờ thì chuyến đi không còn là một cuộc độc hành buồn tẻ nữa. Trên chuyến xe già cỗi và buồn tẻ của thế giới, một người đàn bà đã bước lên. Tình yêu và sự sống đã bừng dậy. Người đàn bà đó chính là mẹ Maria. Thế giới bắt đầu đi vào một giai đoạn lịch sử mới kể từ giây phút ấy. Mẹ đã bước lên chiếc xe cằn cỗi của thế giới cùng với Chúa Giê-xu để biến nó trở thành một cuộc hành trình vui tươi và đầy ý nghĩa.
Thiên Chúa đã không ngừng tạo dựng mẹ Maria như biểu tượng cao vời nhất của người đàn bà, của người vợ, của người mẹ. Ngài còn muốn cho chúng ta nhìn thấy nơi mẹ con đường lý tưởng, mẫu gương lý tưởng mà mỗi người phải noi theo để đạt đến cứu cánh vĩnh cửu. Mẹ đã sinh ra như mọi người, mẹ đã lớn lên như mọi người, mẹ đã sống cuộc sống con người như mọi người. Nghĩa là mẹ cũng đã trải qua những tháng năm buồn vui, của thử thách, của mất mát. Cuộc hành trình đó là bởi vì lúc nào mẹ cũng sống kết hiệp với Chúa và tin tưởng ở quyền năng yêu thương của Ngài. Mang Chúa Giê-xu đến cho trần thế, mẹ đã biến cuộc hành trình buồn tẻ của thế giới này thành một đại lễ của gặp gỡ, của chia sẻ, của hân hoan và tin tưởng. Từ nay, tuyến đường mà nhân loại đang đi kết thúc bằng một điểm đến rõ rệt là chính Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng cho Người Nghèo các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 20 giờ. Kính chúc quý vị cùng gia đình sống mùa chay thánh thật sốt sắng. Mai Thiên thân ái tạm biệt.